Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay công ty Minh Khang đang có mặt tại farm của anh Minh Thuấn ở Đầm Dây, Cà Mau. Ao này ban đầu thả 300.000, đuổi theo 2 giai đoạn về 22 ngày xuống ao lớn. Hiện tại 80 ngày, chạy 37 con, dự kiến đến tỷ lệ 39 con. Thả giống CP, thức ăn CP và dùng thuốc theo quy trình công ty Minh Khang. Và sau đây công ty Minh Khang sẽ quay lại toàn bộ cảnh thu tôm thẻ tại farm này cho các anh chị và các bạn cùng xem. Anh chị và các bạn subscribe và chia sẻ kênh nhé. Lưới này gọi là lưới trùng. Lưới này có chiều dài khoảng cỡ 50 mét. Khi kéo, người ta vừa kéo cái chuyền ở trên và chuyền chì ở dưới. Gom lưới lại là bắt đầu sát bờ, rồi có người phải chặn cái chuyền chì ở dưới để cho tôm nó khỏi ra. Nó xanh, nó chặn cái chân chì ở dưới. Kéo gom lưới lại, đầu đưa cái chuyền chì lên trước, nó bắt đầu chuẩn bị hai người chặn cái chuyền chì để đưa cái chuyền chì lên trên bờ. Rồi. Tiến hành gom lưới nhỏ lại. Nên là người nhà xúc mấy tôm nó bị lọt ra ngoài. Gom lưới nhỏ nhỏ lại để bắt đầu xúc tôm đưa lên bờ. Gom lưới chai nhỏ lại, xong rồi lấy rổ xúc đưa vào cặp, kéo lên trên bờ để tập kết vào cái nơi cần. À,
đây là khu vực tập kết tôm lại để cho nó ráo nước. Đây là khu vực căng tôm. Sau khi tôm ráo nước đổ ra cái rổ vàng, xong rồi mới căng. Chủ ao và lái tôm đều ghi. Căng xong, ta đổ tôm vào hai cái ba muối nước đá, xong rồi sau đó ta mới vận chuyển ra xe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.